giờ ăn đến rồi giờ ăn đến rồi thì hôm nay mình đang trưa vào lúc 12 giờ ha sáng nay do một số bận một số công việc á mình không có tập thể dục vào buổi sáng được mình bận tới khoảng 10 à 2 giờ trưa thì mình bắt đầu ăn trưa vào lúc 12 giờ trưa ha. Và hôm nay việc giảm cân của à, các bạn như thế nào rồi ha. Còn mình thì thật sự là hôm nay là tay chân mình do mấy ngày hôm nay tập thể dục rồi chạy mình rất là mỏi luôn á. Nhưng mà để ra được những cái video vlog để à, đồng hành cùng với cả nhà mình á thì mình phải cố gắng. Cái đầu mình thì hôm nay thì bị nhức nè. Mà cũng ráng quay TikTok để giống như là có khoảng thời gian mình tập thể dục để cố gắng giống như một cái câu nói của à, nghệ sĩ vũ cát tường đó là mọi việc đều thì chúng ta quyết định bởi là sự kỷ luật ha và đây là bữa trưa của mình ha thì hôm nay thì mình nấu phở cho à, ông xã mình ông xã mình thì ăn phở thì có bánh phở nha cũng do là mình ăn quen với keto đó thì mình nấu phở thì mình niêm nếm, nếm. À, bình thường lắm nhưng mà mình ăn thì mình sẽ không có ăn bánh phở mình chỉ ăn ăn rau với lại thịt tái thôi thì cái tô này thì mình độ mình ăn độ khoảng là cái lượng đạm là 100 g ha thì mình ăn tô phở xong rồi mình sẽ chuyển qua ăn tráng miệng là hôm nay mình ăn tráng miệng là chôm chôm ha và đến khoảng à, 4 giờ rưỡi chiều hôm nay thì phải thì mình có ăn một hũ sữa chua à, với hạt đó cả nhà. À, xin cả nhà cùng à, đồng hành với mình để công việc giảm cân của mình nó được nói dài nói tiếp 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 theo đó. bởi vì mình cũng đã từng giảm rồi mình không có giảm sâu, mình giảm một chút xong rồi cái mình ăn, mình ăn cái mình lên lại, mình lên lại cái mình tiếp tục mình giảm thì năm nay mình cũng đã 40 tuổi rồi thì mình nói rằng nếu mà cuối năm nay mình không giảm cân được nữa thì qua cái tuổi 40 rồi, không biết khi nào mình mới giảm được ha. Và mình thì mình hiện đang sống ở Mỹ, mình có ba đứa con rồi. Con lớn nhất của mình nó là 16, thứ nhì là 14, thứ ba là 10 rồi. Mình nói đôi khi mình nói ủa cái việc giảm cân của mình nó kéo dài khoảng gần uh, mười mấy năm rồi mà mình làm không được, đôi khi mình cũng cảm thấy nhiều khi mình cũng cảm thấy uh, quê quê mình nói nhưng mà sao cái 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 đam mê ăn uống của mình nó vượt trội quá rồi mình cứ nghiên cứu mình cứ học món ăn nấu món ăn mới nấu cho cả nhà rồi cứ bởi vì mình hay tiết dịch vị dị với món mới rồi mình cứ lướt facebook mình xem mình thấy coi có ai mà nấu uh, món mới gì đó là bắt đầu mình bắt trước mình nấu theo nấu rồi cứ nấu mà ăn lại lại ngon miệng nữa mà lại ít vận động lười vận động đó nên còn những tháng cứ cũng đôi khi cũng giảm rồi lại dừng rồi, rồi 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 lại ăn trở lại rồi ôi mình theo đủ thứ phương pháp luôn keto low carb thì cũng có giảm đó cả nhà có khi mình giảm theo phương pháp keto à, được khoảng 20 mươi pound là độ khoảng 10 kg nhưng lại cái sau khi không keto nữa thì mình tiếp tục mình ăn trở lại thì bây giờ mình chuyển qua là mình ăn nhịn ăn gián đoạn đó ăn trong cái khung giờ mình ăn khoảng 12 giờ tới khoảng nó án chừng lắm, trước 6 giờ tối là mình phải kết thúc bữa ăn rồi. Đây là bữa ăn cuối cùng trong ngày của mình nè. Mình ăn là một hũ uh, sữa chua với lại uh, hạt thì mình cứ lặp đi lặp lại bữa ăn chính vào buổi trưa ăn cho nó thật là no cho nó hoành tráng thôi thì mình cũng hạn chế trong cái việc khao calorie lắm. đếm cái calorie nạp dạo mình cũng không có điếm được nữa cân đông đo điếm thì mình cũng không tính toán thì mình không giỏi thì hôm nay thì mình thấy mình theo phương pháp này đang có cái hiệu quả đó cả nhà thì nếu cả nhà mình yêu thích thì nhắn theo dõi mình để còn tiếp tục theo dõi những ngày tiếp của mình nha tạm biệt cả nhà